Đây giới thiệu với quý vị tác phẩm Xanh Quê của chú Chiến. Từ ngày chú mang đi triển lãm Bắc Ninh hồi đầu năm, chú mang về mà chú ấy để ở trước cửa nhà. Cây nở ra rất là đẹp. Tác phẩm Xanh Quê quá mịn màng, quá chất luôn. Không hiểu là chú ý có thay nước hàng ngày không, nhưng mà rễ mới nó buông xuống mà cây rất là khỏe quý vị ạ. Quý vị cùng chiêm ngưỡng tác phẩm Xanh Quê của chú Chiến. Quý vị nào có muốn giao lưu tác phẩm này thì liên hệ số điện thoại của chú Chiến, tôi để ở phần mô tả, phần mô tả với tiêu đề nhé quý vị nhé. Đấy, quý vị thấy. Ngày trước đợt đầu xuân năm mới ấy, là chú Chiến mang đi triển lãm ở Bắc Ninh cùng với câu lạc bộ Hoa Cây Cảnh thị trấn Như Quỳnh. Chú Chiến là hội viên của câu lạc bộ mà quý vị ạ. Chú ấy không biết là có thay nước thường xuyên không, nhưng mà bộ rễ này ra cũng rất là khỏe, tua tủa. Mời quý vị ngắm. Hãy